Ông Chính đã nhiều lần nhận mình có xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng sự thật đằng sau thì không như vậy. Trong hậu cung của nhà Thanh có hàng ngàn cung nữ, thái giám hầu hạ cho hoàng đế. Những người này đều do nội vụ phủ cai quản. Mặc dù thân phận của họ là nô bộc, nhưng không có nghĩa cả đời không thể ngóc đầu lên được. Có người từng được hoàng thượng sủng ái và trở thành chủ tử. Hoàng hậu Hiếu Cung Nhân là một người như thế, bà chính là mẹ ruột của hoàng đế Ung Chính. Thân thế thực sự của mẹ ruột vua Ung Chính. Về thân thế của hoàng hậu Hiếu Cung Nhân, hoàng đế Ung Chính nhiều lần tự nhận mình xuất thân từ gia tộc xưa của triều đại, danh gia vọng tộc. Thế nhưng thông qua các tư liệu lịch sử, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra đây chỉ là sự cường điệu hóa của Ung Chính nhằm nâng cao địa vị của mẹ mình. Theo cuốn Bát Kỳ Thông Chí có ghi chép lại, ông nội của hoàng hậu Hiếu Cung Nhân là Ngạch Sâm, sống ở vùng Diệp Hách, từng làm chức Bố Đạt Y Thái. Bố Đạt Y Thái là chức quan gì? Thực tế đây chỉ là tổng quản của thiện phòng, là đầu bếp chính phụ trách nấu ăn ở trong cung. Tất nhiên người làm công việc này thì không có thân phận cao quý gì, vì thế xuất thân của hoàng hậu Hiếu Cung Nhân hoàn toàn không hiển hách như lời mà Ung Chính nói. Vào tháng 2 năm Khang Hy thứ 12, hoàng hậu Hiếu Cung Nhân lúc bấy giờ mới 14 tuổi tham gia vào cuộc tuyển chọn cung nữ. Nhờ vào dung mạo xinh đẹp và tài năng xuất chúng của mình, bà đã được chọn. Cùng vào cung với bà còn có một nữ tử khác tên là Vạn Lưu Ha Thị, tức là Định Phi. Bà chính là mẹ của thập nhị hoàng tử, sống thọ đến 97 tuổi. Hoàng hậu Hiếu Cung Nhân là một người xinh đẹp, khiêm nhường và không thích tranh đấu. Điều này đã khiến Khang Hy siêu lòng. Không lâu sau đó, Khang Hy đã đưa bà vào hậu cung. Vào năm Khang Hy thứ 17, bà hạ sinh tứ hoàng tử Dận Chân. Sự ra đời của Dận Chân đã khiến hoàng hậu Hiếu Cung Nhân hoàn toàn thay đổi số phận của mình. Lúc bấy giờ, hoàng hậu Hiếu Cung Nhân chưa có thân phận gì, nên sau khi hoàng tử đầy tháng, thì Khang Hy đế đem con của bà đưa cho Hiếu Ý Nhân hoàng hậu Đông Giai Thị nuôi dưỡng. Một năm sau, Khang Hy phong cho bà làm đức tần. Do mới được sắc phong nên tước vị của bà xếp sau cùng trong số các tần phi khi ấy, từ cung nữ trở thành hoàng thái hậu. Có lẽ bản thân hoàng hậu Hiếu Cung Nhân cũng không thể ngờ rằng vào năm Khang Hy thứ 17, đứa con đầu lòng mà mình sinh ra sau này lại trở thành hoàng đế của Đại Thanh. Sau đó hoàng hậu Hiếu Cung Nhân liên tục hạ sinh cho Khang Hy 5 người con, bao gồm Lục A Ca, Thất, Cửu Công Chúa, Thập Nhị Công Chúa và Thập Tứ A Ca. Việc hạ sinh được 6 người con này đã khiến Hiếu Cung Nhân hoàng hậu trở thành phi tần sinh nhiều con nhất cho Khang Hy. Vào năm Khang Hy thứ 20, hoàng đế đã phong cho bà thành đức phi, xếp vào hàng tứ phi. Vậy nhưng những năm tháng cuối đời của hoàng hậu Hiếu Cung Nhân lại không được vui vẻ gì, chủ yếu vì hai người con trai của bà là Tứ A Ca Dận Chân và Thập Tứ A Ca Dận Trinh. Vào những năm cuối thời Khang Hy, hai vị hoàng tử này đã trở thành ứng cử viên sáng giá kế vị ngai vàng. Đặc biệt là Thập Tứ A Ca Dận Trinh, vị hoàng tử này do chính tay hoàng hậu Hiếu Cung Nhân nuôi dưỡng, có thể nói là bà đã dành rất nhiều tâm huyết cho Thập Tứ A Ca. Dận Trinh cũng không làm cho bà thất vọng. Vào những năm cuối thời Khang Hy, Thập Tứ A Ca đã được phong làm đại tướng quân vùng biên thùy phía Tây Bắc. Việc ông kế vị ngai vàng là điều mà mọi người đều mong đợi. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Tứ A Ca Dận Chân lại là người lên ngôi hoàng đế, dù vị hoàng tử này không hề nổi bật. Đây là điều mà hoàng hậu Hiếu Cung Nhân chưa bao giờ nghĩ đến. Dận Chân mặc dù là con trai đầu bà sinh ra, nhưng không phải do bà tự tay nuôi nấng, vì thế mà tình cảm cũng không sâu sắc. Thêm vào đó, khi Ung Chính, Tần Húy là Dận Chân lên ngôi, ông đã cho bắt giam Thập Tứ A Ca Dận Trinh, khiến Hiếu Cung Nhân hoàng hậu vô cùng tức giận. Thế là bà đã làm ra một số hành động vô lý như không chuyển tới cung của hoàng thái hậu, không chấp nhận phong hiệu của hoàng thái hậu, không chấp nhận bái lễ. Vào tháng giêng năm Ung Chính đầu tiên, hoàng đế Ung Chính soạn chỉ dụ, tấn dân tôn hiệu cho hoàng thái hậu là Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu. Ngoài ra, các nhà sử học cho rằng cái chết của Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu cũng là một bí ẩn. Vào tháng 5 năm Ung Chính đầu tiên, Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu, người mới làm thái hậu được nửa năm, đột ngột qua đời trong cung Vĩnh Hòa, hưởng thọ 64 tuổi. Về cái chết của Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu, lập luận phổ biến nhất là bà bị Ung Chính ép chết. Tuy nhiên, lời đồn này không có cơ sở để khẳng định.
Về tình về lý mà nói, Ung Chính không có khả năng ép chết mẹ mình. Tuy nhiên nhân thọ Hoàng Thái Hậu cũng không phải chết một cách bình thường. Nhiều sử gia cho rằng bà đã tự sát và sau khi qua đời, Hoàng Thái Hậu được an táng trong hoàng lăng. Tịch thu tài sản của gia tộc Tào Tuyết Cần. Xem bản kiểm kê, Hoàng đế Thanh Triều Ung Chính kinh ngạc, sục sôi căm giận. Thời gian đầu khi Ung Chính lên kế vị, tuy bề ngoài nhà Thanh vẫn đang trong thời khang càn thịnh thế, nhưng kỳ thực bên trong đã ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là việc quan lại hủ bại đã lên đến mức ảnh hưởng đến an nguy xã tắc. Trước tình hình như vậy, Ung Chính đã áp dụng các chính sách nghiêm khắc nhằm chỉnh đốn việc quản lý quan lại trong triều. Các đại gia tộc phát triển lớn mạnh nhờ được Khang Hy sủng ái, che chở đều bị gián đòn. Trong số đó phải kể đến Tào gia ở Giang Ninh vô cùng được Khang Hy tin tưởng yêu quý. Gia tộc họ Tào vùng Giang Ninh chính là dòng họ nơi sinh ra nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh, Tào Tuyết Cần. Mặc dù xuất thân ban đầu của Tào gia cũng chỉ là nô bộc của chính Bạch Kỳ trong nội vụ phủ nhà Thanh, dần dần được cất nhắc trở thành một gia tộc hiển hách thời kỳ đầu Đại Thanh. Nhà họ Tào đảm nhận chức vụ Giang Ninh chức Tào suốt hơn 60 năm. Khang Hy 6 lần đi tuần phía Nam thì có đến 5 lần là do nhà họ Tào phụ trách tiếp đãi. Trong đó có 4 lần Khang Hy trực tiếp trọ lại nhà Tào gia ở Giang Ninh. Sự ân sủng mà Tào gia có được tuy không phải là hàng đệ nhất trong triều, nhưng cũng hơn rất nhiều hoàng thân quốc thích khác. Câu hỏi đặt ra là, hà cớ gì Tào gia tuy chỉ là nô bộc thế gia của chính Bạch Kỳ lại được Khang Hy trọng dụng như thế? Nguyên nhân chính là vì phu nhân của Tào Tỷ, tức Tôn Thị, từng là bảo mẫu của Khang Hy khi ông còn nhỏ. Có một lần Khang Hy đi tuần phía Nam ở trọ lại Tào Phủ, Tào Dần đã đưa mẹ mình là Tôn Thị đến bái kiến Khang Hy. Khang Hy gặp được Tôn Thị thì vô cùng vui sướng, trước mặt mọi người còn xưng hô với Tôn Thị là trưởng bối trong nhà ta. Theo thông lệ nhà Thanh, thân phận nô bộc chính Bạch Kỳ của Tào gia thì tương đương với gia nô của hoàng đế. Song vì quan hệ giữa Khang Hy và Tào gia luôn rất thân thiết, cho nên khi Tào Dần được 17 tuổi, đã được vào cung đảm nhận chức Loan Nghi Vệ. Năm Khang Hy thứ 29, Tào Dần được phong làm Tô Châu chức Tạo. 2 năm sau lại được phong lên vị trí Giang Ninh chức Tạo. Từ đó về sau, Tào Dần cùng con trai ông Tào Ngung, đích tử Tào Phủ liên tiếp đảm nhận chức vụ Giang Ninh chức Tạo gần 40 năm. Tào Tỷ, cha của Tào Dần là người đầu tiên được phụ trách vị trí Giang Ninh chức Tạo bởi vì quan hệ thân thiết giữa Tào gia và Hoàng đế. Hơn thế, vị trí Giang Ninh chức Tạo lại chỉ dưới quyền Tổng đốc Lưỡng Giang nên càng nhận được sự tin tưởng của vua, có quyền được mật tấu trực tiếp cho vua, bởi vậy nên quyền thế của Tào gia vô cùng hiển hách. Ngoài ra, gia tộc họ Tào còn nắm trong tay gia tài khổng lồ. Bấy giờ chỉ tính riêng vùng Giang Ninh đã có đến hơn 30.000 khung dệt, khoảng hơn 50.000 thợ dệt bao gồm cả nam và nữ, sản lượng mỗi năm lên đến hơn 12 triệu lượng bạc trắng. Tào gia khi ấy có thể coi là một trong những hoàng thương, tức là thương gia hoàng gia nổi tiếng và có quyền lực nhất, nắm trong tay phường dệt Giang Ninh, tuy không phải giàu nhất cả nước, song cũng coi như xưng bá một phương. Song nghề dệt Giang Ninh dưới sự quản lý của Tào gia nhiều năm tiền bị tổn thất. Khang Hy niệm tình cũ cho nên không trừng phạt Tào gia. Ví dụ như vào năm Khang Hy thứ 40, Tào Dần không biết nghe nói ở đâu, cho rằng bán đồng rất có lời, cho nên đã thượng tấu lên Khang Hy rằng bản thân muốn tham gia vào việc buôn bán đồng. Khang Hy nhận được bản tấu của Tào Dần thì lệnh phủ nội vụ tạo điều kiện cho ông. Khi Tào Dần không đủ vốn, Khang Hy còn lệnh nội vụ phủ cấp cho ông 10 vạn lượng bạc trắng. Nhưng điều khó tin là tuy đã có triều đình hậu thuẫn, vậy mà cuối cùng Tào Dần vẫn kinh doanh thua lỗ, 10 vạn lượng kia coi như vứt xuống sông. Theo lý mà nói, nếu chuyện này rơi vào người một vị đại thần khác thì có lẽ đã phải lấy cái chết tạ tội. Vậy mà Tào Dần không hề lo sợ, chỉ bẩm tấu lên Khang Hy là mình không muốn làm cái này nữa. Khang Hy liền lập tức chuẩn tấu, thậm chí còn không hề nói đến 10 vạn lượng bạc bị mất kia. Khang Hy thực tế là một vị vua tương đối nhân từ, đặc biệt là với những vị đại thần thân thiết với ông. Chỉ cần không phạm phải tội không thể tha thứ thì Khang Hy đều sẽ rộng lòng nhân nhượng. Song cũng bởi vì như thế nên nhiều đại thần bắt đầu cậy vào sự tin sủng của Khang Hy mà lộng hành. Giống như Tào gia không lo chuyện dệt vải, lại đòi đi buôn bán đồng khiến quốc khố triều đình thâm hụt ngày càng nhiều. Sau khi Tào Dần qua đời, phường dệt Giang Ninh bị tra ra đã làm tổn thất 37 vạn lượng bạc trong ngân khố. Nếu chuyện này xảy ra vào một triều đại khác thì đây đã là tội chết. Nhưng Khang Hy lại niệm tình cảm giữa mình và Tào gia,
cho nên không hề trách phạt Tào gia, mà chỉ yêu cầu anh vợ của Tào Dần là Lý Húc bù vào phần tổn thất ấy. Mặc dù nhà họ Tào cũng phải chi ra nhiều tiền trong những lần tiếp đón Khang Hy, song mỗi lần Khang Hy đi tuần phía Nam đều sẽ có tiền quốc khố trích ra làm kinh phí. Tào gia cho dù có phải bỏ tiền ra, song cũng không đến mấy chục vạn lượng, tài sản có lẽ đều đã bị Tào Dần buôn bán thua lỗ hết. Khi Tào Tuyết Cần ra đời, Tào gia tuy vẫn phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế đã bắt đầu lụng bại dần. Hơn thế, bấy giờ Tào gia còn phạm phải sai lầm rất lớn, đó chính là trong biến Cửu Tử đoạt đích. Tào gia đã chọn sai phe đứng về phía Bát Hoàng tử Dận Tự, khiến Khang Hy vì vậy mà ngày một xa cách Tào gia. Sự thật là từ sau khi Tào Dần qua đời, Khang Hy đã không còn thân thiết với Tào gia như trước nữa. Tiếc là Tào gia lại không nhận ra điểm ấy, vẫn tiếp tục muốn gì làm nấy, tùy tâm vọng tưởng như trước. Thậm chí còn dâng tấu thỉnh cầu Khang Hy lập Bát Hoàng tử Dận Tự lên làm thái tử. Việc Tào gia sai lầm khi đứng về phe Bát Hoàng tử, kết quả ra sao chắc ai cũng đều đã biết. Khi Tứ Hoàng tử Dận chân lên ngôi, lấy hiệu là Ung Chính, nghe đến việc Phường Dệt Giang Ninh nhiều năm tổn thất, lẽ dĩ nhiên sẽ tiến hành chỉnh đốn một phen. Huống hồ gì Tào gia ban đầu còn là tay chân ủng hộ Bát Hoàng tử Dận Tự. Song điều khiến Ung Chính không ngờ được là ông vốn cho rằng Tào gia nắm giữ vị trí Giang Ninh chức Tào cũng hơn 60 năm, chắc chắn gia sản tịch thu được sẽ không ít. Nào ngờ kết quả khiến ông kinh ngạc mãi không thôi, bởi vì gia sản của Tào gia dù đã cố làm tròn cũng chưa đến 6 vạn lượng bạc. Việc tịch thu gia sản Tào gia chỉ được bấy nhiêu cũng đã khiến Ung Chính vô cùng tức giận. Phải biết là vào mồng 6 tháng 12 năm Khang Hy thứ 48, Tổng đốc Lưỡng Giang Cát Lễ đã từng tấu lên rằng Tào Dần gây thâm hụt hơn 300 vạn lượng bạc trong quốc khố. Bấy giờ Khang Hy niệm tình Tào Dần nên bí mật ém nhẹm chuyện này, chỉ dặn riêng Tào Dần và Lý Húc phải nghĩ cách mà bù vào. Kết quả là đến khi Tào Dần qua đời vẫn chưa đền bù xong. Ung Chính vốn định dùng tài sản soát nhà Tào gia để bù vào phần thâm hụt ấy, ai ngờ kết quả lại khiến người ta thất vọng đến như thế. Còn Tào gia sau khi bị soát nhà, Tào Tuyết Cần buộc phải cùng người trong họ quay trở lại nhà cũ trong kinh thành. Sau đó hồi tưởng lại quãng thời gian huy hoàng của Tào gia ở Hải Ninh mà viết nên tác phẩm nổi tiếng trong lịch sử Hồng Lâu Mộng.